Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi không chạy được macro chuột Logitech trong game đột kích. Bạn vô góc phải phía dưới màn hình, thấy biểu tượng Logitech đây, và bấm chuột phải tắt nó đi. Bạn tìm đến biểu tượng app Logitech, bấm chuột phải chọn chạy dưới quyền quản trị viên. Như vậy là đã khắc phục thành công. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.